Xin chào tất cả quý vị, bạn quay trở lại kênh YouTube Nhà 5D. Trước mắt các bạn đang là hộp của sản phẩm bồn tiểu nam treo tường chính hãng đến từ thương hiệu Casa. Sản phẩm này có mã hiệu là U0211. Và ngày hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn vài mẫu hộp đánh giá chi tiết, xem sản phẩm này có đặc điểm gì nổi bật nhé. Trước tiên mình sẽ cho các bạn xem qua tổng thể bên ngoài của hộp đã. Chúng ta sẽ có một hộp bìa cắt tông như thế này. Bên ngoài có thương hiệu Casa, sản phẩm bệ tiểu, mã là U0221. Và như thường lệ, bên cạnh bên của sản phẩm này chúng ta sẽ luôn có những cái thông số kỹ thuật cơ bản, có bao gồm là cái kích thước tổng thể với hộp này này là 540 x 295 x 255, sản phẩm là sứ, trọng lượng tổng thể ở đây là từ 9,7 đến 10,7 kg. Giờ mình sẽ tiến hành đi vào mở hộp. Đó, các bạn xem bên trong. Đây là mẫu trọng tiểu của chúng ta, bồn tiểu. Bên trong chúng ta có cái bồn tiểu bằng sứ này. Chúng ta có một cái gioăng cao su đi kèm này. Hộp phụ kiện này có mã LK0U0221 PVKND. Đây là sản phẩm sứ đây. Giờ mình sẽ nhấc tất cả những thứ này ra. Mở bên trong cái hộp phụ kiện đi kèm với bồn tiểu, chúng ta có những đồ như sau. Đó là những cái con vít lở, ốc vít đi kèm để chúng ta bắt cái bồn tiểu này trên tường này. Đó, các bạn lại xem. Gioăng cao su này cho cái phần van tiểu này. Còn đây là cái gioăng thoát thải, các bạn biết rồi. Quay trở lại mẫu bồn tiểu nam treo tường, thì trước tiên mình sẽ đánh giá về mức độ gia công hoàn thiện của sản phẩm này. Các bạn có thể thấy trên màn hình, mình có thể soi các chi tiết, mọi góc cạnh cũng như là cảm giác cầm trên tay. Mình đánh giá sản phẩm này được gia công hoàn thiện là cực kỳ là cao cấp, với không một lỗi hay một chi tiết thừa nào. Riêng về mặt men sứ là cực kỳ đẹp và sáng bóng. Đây là mẫu sứ trắng. Đi vào các chi tiết khác, cụ thể ở bên cạnh sườn của sản phẩm. Đấy, các bạn có thể thấy chúng ta sẽ luôn có những con tem. Con tem này là thứ nhất là con tem sẽ lưu ý cho các bạn trong quá trình sử dụng của sản phẩm này, cũng như là sẽ có những cái thông tin về công ty Casa. Phía dưới chúng ta có một con tem nữa là con tem kiểm định chất lượng sản phẩm. Tiến lên phía bên trên chúng ta có một con tem đạt chuẩn tiêu chuẩn QN này, con tem ghi mã sản phẩm này, thương hiệu Casa này. Về phần sứ bên ngoài đấy, phần sứ này chúng ta còn phía bên trên chúng ta có những cái lỗ để chúng ta thoát nước này, xả nước này. Trên cùng chúng ta có một cái lỗ tiếp theo, cái lỗ này là chúng ta lắp cái van cấp nước. Phía đáy chúng ta có những cái lỗ để mà chúng ta thoát thải này. Cơ bản là như vậy. Mặt dưới bên cạnh thì chúng ta có một cái lỗ tiếp theo để lắp những cái vít, bắt vít lên trên tường, treo lên tường, đối xứng hai bên. Quay ra mặt sau của phần bồn tiểu, đây các bạn xem này. Phần sứ được gia công mặt sau của bồn tiểu tương đối là tỉ mỉ này, gia công tương đối là tốt. Chúng ta có cái lỗ thoát thải này. Các thông số kỹ thuật khác, cụ thể ở đây khi chúng ta treo mẫu bồn tiểu lên trên tường thì sản phẩm này có chiều cao tổng thể là 530mm, chiều rộng là 290mm và chiều dài là 240mm. Mình đánh giá đây là mẫu bồn tiểu nam có thiết kế tương đối trung bình và hoàn toàn có thể sử dụng được cho nhiều loại phòng tắm hay phòng vệ sinh có kích thước khác nhau. Các phòng vệ sinh có kích thước từ khoảng 3m² trở lên mình đánh giá là sẽ hợp lý để sử dụng chung với các loại bồn tiểu này. Đánh giá về thiết kế thì bạn có thể thấy ở đây, mẫu sản phẩm này thiên về các ngôn ngữ thiết kế tương đối là tối giản, với tạo hình khối thiên về những hình khối tròn trụ được bo cong mềm mại như này, vô cùng là thanh thoát. Về tổng thể toát lên vẻ sang trọng và vô cùng là hiện đại. Nếu các bạn quan tâm sản phẩm này, hãy liên hệ ngay thông tin mình để trên màn hình ở đây, hoặc click vào phần mô tả video này để biết thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi.